tại vì ba phải. Em có biết á, liên hoan nó cũng có lịch sử của nó không? Nè, Tám Tuốt, nếu mà con không phụ mẹ một tay á, thì sẽ không có cái liên hoan nào xảy ra đâu đó nha. Chắc con quên, để con phụ mẹ ngay. Bà Mưu với lại Việt Ba Phải ơi, bây giờ mình phải giúp mẹ rồi, chắc không chơi với mấy bạn được nữa đâu. Nhìn kia, ở đằng kia có ai kìa? Hình như là có người đi tới. Đúng rồi, là chị Siêu Lê. Nó đâu có phải đâu. Dạ, con chào cả nhà. Chào con. Con là bạn của Chớp Chớp hả? Dạ, đây là bạn Tú Vi, bạn học cùng lớp với con đó ba. Nếu là bạn học cùng lớp với con thì mời bạn nhập tiệc cùng gia đình mình luôn đi. Dạ, Tú Vi, bạn đợi một xíu nha. Đợi Siêu Lì tới rồi tụi mình nhập tiệc luôn. Mà Chớp Chớp nè, Siêu Lì không có đến được đâu. Bạn nói gì? Ủa, có chuyện gì mà bữa nay bạn gọi mình ra muộn quá vậy? Mình muốn nhờ bạn đưa cái cây này cho Chớp Chớp rồi không? Mà sao bạn không tự đi đưa cho Chớp Chớp mà lại nhờ mình? Tại vì mình không muốn Chớp Chớp buồn. Với lại mình sắp cũng không ở đây nữa. Cái gì? Mình phải về nhà mẹ của mình rồi. Sao mà đột ngột quá vậy? Hơn nữa, tại sao bạn lại đưa mình? Tại vì mình xem bạn là bạn của mình á. Vậy mình sẽ cố gắng giúp bạn. Chắc giờ này bạn ấy cũng đã đi xa rồi. Siêu Lì nói Chớp Chớp luôn là bạn thân, nên bạn hãy chăm sóc cái cây này thật là cẩn thận nha. Không thể như vậy được. Chớp Chớp. Chớp Chớp. Anh Chớp Chớp. Tại sao bạn lại làm như vậy? Tại sao bạn lại giấu giếm mình mà bạn bỏ đi? Mình với bạn là bạn thân mà. Siêu Ly. Tại sao bạn không ở đến chào tạm biệt mình được hả? Bạn thật là đồ ích kỷ. Siêu Ly ơi. Mình xin lỗi Chớp Chớp. Mình sẽ nhớ cậu lắm. Bạn đừng nói nữa. Mình cũng có một người bạn nào như bạn hết. Chớp Chớp nghe mình giải thích nè. Ủa, bạn nói là chúng ta vẫn là bạn hả? Chứ còn sao nữa. Sao cháu gái của ta khóc vậy ha? Ừ, sao khóc vậy con? Con gặp mẹ con vui con khóc. Sao kỳ vậy? Có mẹ là vui mình phải cười chứ, sao tự nhiên khóc? Có mẹ đâu khóc.
Ý cậu lấy gì? Cháu gái à, thật sự đừng nghe tin bụi nó bậy. Cậu lại lừa con nữa đúng không? Cái cậu làm gì vậy? Trả cho cậu. Không. Đây. Dưới đây. Con lại định phát tín hiệu cho bọn nông dân siêu phàm nữa hả? Đừng có mơ. Thả con ra. Cậu lơ. Cậu làm cái gì vậy? Cậu làm gì vậy? Đạp. Hả? Đạp gì vậy? Ai biết? Tôi tưởng ông kêu tôi phá nó thì tôi đang phá nè. Ai mượn? Tôi cho ngươi giữ về ta nghiên cứu mà. Sao không nói trước? Hai. Hai. Bắt nó lên phi thuyền. Ha. Thả con ra. Đưa lên phi thuyền. Tôi cậu thả con ra. Lên trên tôi. Lên trên tôi. Ba mẹ ơi. Chuyện gì vậy con? Xin chào gia đình nông dân siêu phàm. Im đi. Các ngươi còn dám tới đây nữa hả? Không đơn giản mà chúng ta tới đây mà không có sự chuẩn bị đâu. Bôi. Không thể để cho gia đình nông dân siêu phàm gặp nguy hiểm được. Mình phải tìm cách thoát ra đây để báo tin cho họ thôi. Sẽ thả tự do nó. Tao biết các ngươi không dễ dàng bỏ cuộc đâu. Vậy thì cơ lơ bụi ra tay nạp đạn. Các ngươi định làm gì vậy? Làm gì hả? Khai quả. Các ngươi làm gì ta vậy? Mau thả con gái ta ra. Đây chỉ là đòn tổng hợp của siêu vi khuẩn cùng với quả lực và sức gió. Mới có xương xương vậy mà ba ba bự nhà ngươi chịu không nổi rồi hả? Ba ba có sao không? Anh không sao đâu. Đối thủ người chính là ta đây. Còn ta nữa. Vậy thì đối thủ của ba là ta đây. Tám tuốt, ngươi sẽ là đối thủ của ta. Dùng vậy hả? Dùng vậy hả? Nè thì dùng vậy nè. Tám tuôn. Ba mẹ sẽ cứu con. Ba ba. Tôn Lâm khờ lờ. Tôn Lâm bụi. Từ khi mình tới đây á, gia đình nông dân siêu phàm phải gặp biết bao nhiêu khó khăn với nguy hiểm. Đúng vậy, tất cả là tại mình. Lẽ ra mình không có nên tới đây đâu. Chú Ly. Chú Ly. Chấp chấp. Sao cậu lại ở đây? Nhờ cái này nè. Thì ra là lúc đó mình quên tắt điện thoại hả? Đúng rồi. Vậy giờ mình mới biết được vị trí của bạn á. Thôi, nhanh đi về nông trại thôi. Đi. Gì vậy? Ôi chà, con bỏ đâu ra vậy? Chạy đi bà bu. Ba ba, ba ba.
Tâm Tú! Chạy đi ba mẹ! Đồ nhát gan! Đuổi theo! Gọi cho Chớp Chớp, mau lên! Mau lên! Chớp Chớp! Khoan đã! Hình như mình phát hiện ra có một nguồn dưỡng chất nào gần đây. Nguồn dưỡng chất này rất cần thiết để tối ưu hóa chiếc khiên của mình á. Ủa, ba ba gọi, không lẽ ở nông trại có biến? Anh Chớp Chớp, thổi nghe tới con nông trại rồi, anh về ngay đây. Siêu Lì, chúng ta phải về nông trại ngay thôi. Chớp Chớp, mình đã tìm ra được rồi, chính là nó đó. Ờ, vậy gì rồi sao? Vậy không mấy. Bạn về nông trại trước đi, mình theo sau. Vậy mình về nông trại trước nha. Ừ. Vậy là nó có thể duy trì trong thời gian dài nè, chống lại vi khuẩn, chống lại hóa chất nữa. Mình có thể bảo vệ mọi người được tốt hơn rồi. Yes. Phải rồi, hợp chất beta-glucan có sẵn trong nấm sẽ giúp cho sữa cool đạt được hệ miễn dịch 5 sao. Mà nếu mọi người uống sữa cool mỗi ngày á, thì mọi người sẽ được bảo vệ đó. Không cần chiếc khiên của mình nữa. Ba mẹ ơi, lên bộ đang bay với mình kìa. Gia đình nông dân siêu phàm chạy đâu cho thoát. Lần đầu tiên cái bọn nông dân siêu phàm này bị ăn hành. Gia đình nông dân siêu phàm hôm nay thất bại thảm hại như vậy, tất cả đều nhờ trí tuệ của tí xí đơ này. Mama, hãy mang Tâm Túc bay đi trốn đi, anh sẽ chặn bọn chúng lại. Không, không, cả gia đình chúng ta sẽ ở bên nhau. Ở cùng nhau hả? Ở cùng nhau rồi cùng nhau bị thất bại á thì có. Không có chuyện đó đâu, mình đã có ta ở đây. Chớp Chớp, ngươi chỉ là một tên nhãi con thì làm được cái gì hả? Làm sao đánh trúng được ta hả nhóc con? Vô dụng thôi. Đến lượt ta đây. Cũng vô dụng thôi Khô Lô, các người không đánh trước được ta đâu. Khô Lô, ông vô dụng. Thằng bé đó coi thường cả ba người bọn ta đó. Vậy hả?
Tấn công nó! Không bắt được ta! Hai quan chấp chấp! Đi diệt bọn chúng đi! Tức quá bà! Cô Lương! Bụi! Hợp sức lại! Bắt thằng nhóc chấp chấp đi cho ta! Chấp chấp! Đừng để bọn chúng hợp lực lại! Hả? Bà ba nói vậy là sao? À! Chấp chấp! À! Bà ba! Cả nhà mau chạy đi! Chấp chấp! À! Sao? Gia đình các ngươi bắt đầu cảm thấy sợ hãi vì sự kết hợp của ba chúng ta cùng với thứ vũ khí sinh học quỷ diệt này rồi chứ gì? Ba mẹ ơi! Ba mẹ! Còn Tam Tốt, con đứng gì nữa? Con muốn nếm thử một lần cái thứ vũ khí quỷ diệt này không? Đồ ác nhân, đồ xấu xa! Xin lỗi cậu, con sẽ không cho cậu làm điều ác nữa đâu. Siêu Lì, lần này con mà còn cản bước của cậu thì cậu với con không cậu cháu gì nữa hết, tránh ra một bên. Cả nhà ơi, hãy uống loại sữa mới này đi. Sữa mới cũng không giúp được gia đình các ngươi và con đâu Siêu Lì. Không giúp bích được gì đâu. Không giúp bích gì tụi ngươi đâu. Xem đây. Không. Tại sao lại như vậy? Tại sao bọn chúng lại trở nên khỏe mạnh hơn? Không thể nào. Không thể nào. Hả? Vũ khí của ta. Mày hả bụi? Tàn nát hết rồi. Không sao đâu, cả gia đình chúng ta sẽ gây dựng lại nông trại. Còn bây giờ chúng ta phải cảm ơn Siêu Lì. Cảm ơn con đã giúp cho gia đình chúng ta vượt qua nguy hiểm lần này. Dạ, không có gì đâu cô. Siêu Lì, mẹ bạn phải gọi bạn về nhà hả? Nhưng mà bây giờ bạn đi rồi thì gia đình mình phải biết làm sao giờ? À, cái tin nhắn đó hả? Chỉ là tin nhắn giả mạo thôi. Nếu mà mình rời xa trái đất á, thì mình cũng không biết mình cảm giác như thế nào nữa. Với lại cái máy quay về không gian đã bị hỏng rồi, mình cũng không biết khi nào mình mới gặp lại được mẹ mình nữa. Có sao đâu con, chúng ta sẽ là gia đình của con mà. Có đồng ý không? Dạ. Con cảm ơn cô chú. Cảm ơn mọi người. À, con đã quyết định rồi. Con sẽ cải tiến công thức và đưa kháng thể đặc biệt mà con đã nghiên cứu vào sữa cua nó. Khi đó tất cả mọi người sẽ được bảo vệ. Gia đình mình sẽ ủng hộ bạn. Ừ. Em cũng vậy. Hay quá. Vậy thì bây giờ chúng ta hãy cùng chung tay gây dựng lại nông trại nào. Thất bại. Tại sao lúc đó chúng ta cũng thất bại? Bụi à, bình tĩnh đi. Thua keo này ta bày keo khác. Đúng vậy, thất bại là mẹ của thành công. Đợi đi gia đình nông dân siêu phàm, một ngày nào đó chúng ta sẽ quay trở lại trả thù. Ha! Trả thù. Good.
ngoạn thiên nhiên, săn quà khám phá. Sưu tập thẻ cool, đổi quà cực cool. Sẵn ngay thẻ khám phá, có trong mỗi lốc sữa cool 110 hoặc 180ml bất kỳ. Sưu tập 24 thẻ khám phá, đổi ngay một gói siêu cool. Thu thập được 36 thẻ khám phá, đổi được một áo choàng biến hình cool. May mắn sang được thẻ đặc biệt, nhận ngay một liều cool siêu cấp. Nhánh tay sưu tập thẻ du ngoạn trong mỗi thùng sữa cool túi 110ml bất kỳ. Tích lũy được 4 thẻ du ngoạn, đổi ngay một túi rút siêu cool, nhiều ngăn tiện lợi. Tích lũy 8 thẻ du ngoạn, đổi được một áo mưa siêu cool. Sang được thẻ đặc biệt, sở hữu ngay vali du lịch 3D cực chất. Cùng cool, thỏa thích khám phá, săn quà tươi vui. Săn ngay thẻ cool tươi vui trong mỗi lốc sữa cool tươi vui hoặc cool dạng chai 90ml. Thu thập được 6 thẻ cool tươi vui, đổi liền tay một sách tô màu ma thuật. Thu thập được 12 thẻ cool tươi vui, đổi ngay một bộ bút tô màu siêu cool. Tích lũy được 24 thẻ cool tươi vui, đổi được một bộ chén đĩa siêu cool. May mắn sang được thẻ đặc biệt, sở hữu ngay một xe scooter siêu chất. Chương trình áp dụng từ 1 tháng 10 năm 2022 đến 31 tháng 3 năm 2023. Săn thẻ cool ngay thôi các bạn ơi. Bạn muốn là ai? Bạn muốn làm chi trong tương lai? Hãy đến nơi với tôi này. Tôi sẽ kể bạn nghe về câu chuyện chase your dream bằng bài hát của tôi này. Chẳng ngại ngần cứ là mình, cứ theo đuổi ước mơ. Công an, y tá hay là gamer, youtuber, giáo viên này, kỹ sư này, nhạc sĩ hay ca sĩ, whatever you wanna be. Chỉ cần